Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch thị xã Nghi Sơn. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Công an thị xã Nghi Sơn tuyên truyền cảm hóa giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật cho 272 thanh niên trên địa bàn thị xã. Phường Hải Hòa tổ chức tuyên truyền, vận động và xử lý các trường hợp tái lấn chiếm đất đã thu hồi và các trường hợp xây dựng công trình vi phạm đuôi tôm trái phép. Ngư dân phường Hải Bình vươn khơi đầu năm với mong ước một năm thuyền về cá tôm đầy khoang. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 14 tháng 2, Công an thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tuyên truyền cảm hóa giáo dục phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật. Sự hội nghị có đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đại diện lãnh đạo phòng nghiệp vụ công an tỉnh, lãnh đạo các phòng ban đoàn thể thị xã. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã phường và 272 thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã. Theo thống kê năm 2022, trên địa bàn thị xã Nghi Sơn phát hiện và tiếp nhận 181 vụ, 227 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự xã hội, trong đó xảy ra 7 vụ về hành vi giết người. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ gây thương tích giết người xuất phát từ những xích mích va chạm và những mâu thuẫn bột phát nhất thời xảy ra trong cuộc sống và sinh hoạt gia đình, trong quan hệ xã hội bên cạnh đó một số người sau khi mãn hạn tù không thu trí làm ăn tiếp tục phạm tội hoặc lôi kéo các thanh thiếu niên vào con đường tệ nạn xã hội và tham gia các hành vi vi phạm pháp luật trước tình hình đó để chủ động phòng ngừa ngăn chặn và giảm thiểu tối đa nguyên nhân có thể phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật nhất là tội phạm giết người cố ý gây thương tích gây dối trật tự công cộng công an thị xã nghi sơn đã đồng loạt gia quân thực hiện chiến dịch tuyên truyền phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật đến từng địa bàn dân cư về các nguyên nhân phát sinh tội phạm, những hậu quả mà người phạm tội và người thân phải gánh chịu, từ đó giúp các thanh niên tránh xa con đường phạm tội. Tại hội nghị, bên cạnh việc trực tiếp được nghe tuyên truyền cảnh báo về tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn, những phương thức thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm đưa thanh thiếu niên vào con đường phạm tội, những nguy cơ và hậu quả pháp lý mà các đối tượng phải gánh chịu. Các đại biểu và 272 công dân thanh thiếu niên trên địa bàn thị xã đã được xem những thước phim phản ánh về những đối tượng hình sự ma túy, cầm đầu các băng ổ nhóm, những thanh thiếu niên một thời sẵn sàng dùng vũ khí nóng, hung khí nguy hiểm để gây án. Nay đã và đang phải trả giá bởi những hình phạt nghiêm khắc của pháp luật. Đây là một trong những hình thức tuyên truyền trực quan, chân thực, sinh động nhất để các thanh niên trên địa bàn thị xã có cái nhìn tổng thể hơn về những hệ lụy mà các hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Tại hội nghị, đại diện công dân thanh thiếu niên đã từng lầm lỗi trên địa bàn thị xã đã chia sẻ về những tội lỗi và sai lầm của mình, nói lên sự ăn năn hối cải sau khi đã trả giá cho những sai lầm bồng bột của bản thân, đồng thời cũng mong muốn các bạn thanh thiếu niên đừng vì một phút bốc đồng của mình mà vi phạm pháp luật, đánh mất ước mơ hoài bão, kéo theo hệ lụy cho gia đình, bản thân và xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã, đã đánh giá cao việc tổ chức hội nghị tuyên truyền phổ biến, cảm hóa giáo dục, phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật của công an thị xã. Đây là sự sáng tạo trong thực hiện các biện pháp phòng ngừa tội phạm của công an thị xã, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, giúp thanh thiếu niên đối tượng có nguy cơ cao phạm tội và vi phạm pháp luật, các đối tượng tham gia băng ổ nhóm hiểu rõ hơn về đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Đồng thời tăng cường công tác quản lý thông tin trên mạng, triển khai mô hình camera tại các tuyến phố, con đường, tiềm ẩn mất an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, các phương tiện thông tin đại chúng về các hành vi thủ đoạn và những hệ lụy hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Cũng tại hội nghị, các thanh thiếu niên đã thực hiện ký cam kết về việc chấp hành pháp luật không đánh nhau gây thương tích, không giết người. Thưa quý vị và các bạn, ngày 15 tháng 2, tại Trung tâm Hội nghị, Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị tập huấn công tác nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm và thực hiện các chỉ tiêu pháp luật về an toàn thực phẩm năm 2023. Kế hoạch thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường, đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế năm 2023. Đồng chí Mai Sĩ Lân, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn phát biểu khai mạc và chủ trì hội nghị. Tại hội nghị tập huấn, gần 100 đại biểu là chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban nhân dân, cán bộ phụ trách an toàn thực phẩm và trạm trưởng trạm y tế các xã phường đã được nghe đại diện văn phòng điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm thị xã triển khai và giới thiệu tổng quát về kế hoạch số 02 ngày 17 tháng 1 năm 2023 của ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các chỉ tiêu về an toàn thực phẩm năm 2023, kế hoạch số 12 ngày 18 tháng 1 năm 2023 của ủy ban nhân dân thị xã về giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường, đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế, hướng dẫn chi tiết nội dung quyết định số 3 năm, năm, ngày 24 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đánh giá, chấm điểm, công nhận xã phường, thị trấn, đạt tiêu chí an toàn thực phẩm, an toàn thực phẩm nâng cao tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2012-2025 và các hướng dẫn của Văn phòng Điều phối về Vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Sở Y tế Thanh Hóa. Đây là những nội dung quan trọng nhằm cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ và giải pháp xây dựng xã phường đạt an toàn thực phẩm năm 2023 cũng như tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng xã phường đã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Theo đó, các xã phường cần tập trung khắc phục những hạn chế tồn tại, xây dựng kế hoạch cụ thể, phân công trách nhiệm và đôn đốc thực hiện mục tiêu xây dựng xã phường an toàn thực phẩm và xã phường an toàn thực phẩm nâng cao năm 2023. Trong đó cần chú trọng đến mục xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chợ kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể. Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận và làm rõ những khó khăn vướng mắc tại địa phương. Trên cơ sở đó đề ra các giải pháp nhằm phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu xây dựng 8 xã phường an toàn thực phẩm năm 2023 và tiếp tục giữ vững nâng cao chất lượng xã phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện kết luận tại hội nghị ngày 9 tháng 2 năm 2023 của đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã về việc giải quyết những khó khăn vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng Hải Hòa do công ty cổ phần Hiền Đức làm chủ đầu tư, xử lý các trường hợp tái lấn chiếm đất đã thu hồi sau khi thực hiện cưỡng chế thu hồi đất và các trường hợp xây dựng công trình vi phạm và nuôi tôm trái phép của hộ gia đình ông Nguyễn Bá Thanh tổ dân phố Đông Hải, phường Hải Hòa. Ngày 10 tháng 2 năm 2023, các vị chính quyền phường đã phối hợp với các đơn vị liên quan, tập trung nhân lực vật lực, chỉ đạo quyết liệt từ phường đến tổ dân phố để xử lý kịp thời các vi phạm. Theo đó, phường đã thành lập hai tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ, trong đó một tổ tiến hành vận động tuyên truyền hộ gia đình ông Nguyễn Bá Thanh bàn giao mặt bằng, tổ còn lại triển khai phương tiện nhân lực để tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng chí Lê Trương Được, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hải Hòa cho biết. Thực hiện cái kết luận của đồng chí Phạm Văn Nhiệm, Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã trong ngày mùng 10, buổi sáng mùng 10 đến chiều mùng 10 đối với Ủy ban nhân dân phường, chúng tôi đã phân công công việc cho đến từng thành viên một tổ ở nhà tại ủy ban thì phân công trách nhiệm để sáng ngày 11 để ra quân và một tổ chúng tôi cử xuống các hộ gia đình để tiếp tục vận động lần cuối. Và đến 7 giờ sáng ngày 11 tháng 2 năm 2023 thì tổ công tác của Ủy ban nhân dân phường đã tập trung xuống tại hiện trường cùng với gia đình trao đổi với gia đình thì chúng tôi đã giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ và đến ngày trong ngày 11 thì chúng tôi đã phá rỡ xong cái khu nhà của ông Nguyễn Bá Thanh và bà Nguyễn Thị Thuận và đến chiều thì chúng tôi đã giải phóng một bể tôm à, và đến sáng ngày À 12 thì chúng tôi tiếp tục xuống vận động à, hộ gia đình cùng phối hợp với công ty Hiền Đức à, để giao trả bàn giao mặt bằng cho công ty Hiền Đức à, cái tuyến 30m à, 5 à, và những cái công việc còn lại và chúng tôi sẽ thực hiện nghiêm túc cái kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân thị xã và phấn đấu à, theo đúng cái tiến độ mà công văn của à, công ty Hiền Đức à, trong tháng 2 sẽ bàn giao và xây dựng xong các tuyến còn lại của công ty Hiền Đức đối với mặt bằng tại khu vực du lịch này. Sau khi được vận động tuyên truyền, đến ngày 13 tháng 2, hộ gia đình ông Nguyễn Bá Thanh đã nhận tiền bồi thường hoàn trả lại diện tích đất lấn chiếm cũng như tháo dỡ công trình xây dựng vi phạm và bàn giao mặt bằng. Ngay sau khi gia đình hộ ông Nguyễn Bá Thanh hoàn trả mặt bằng, ủy ban nhân dân phường Ngải Hòa đã thực hiện bàn giao mặt bằng, bốc giới cho công ty cổ phần Hiền Đức để tập kết vật liệu tập trung nhân lực tiến hành thi công dự án. Thưa quý vị và các bạn, nghề khai thác thủy hải sản không chỉ mang lại thu nhập mà còn tạo nhiều công an việc làm cho người dân trên địa bàn phường Hải Bình. Nên ngay từ đầu năm 2023, ủy ban nhân dân phường đã xây dựng kế hoạch cũng như tuyên truyền vận động ngư dân mua sắm ngư lưới cụ, tu sửa, nâng cấp phương tiện khai thác đánh bắt. Năm 2022, tổng sản lượng khai thác thủy hải sản trên địa bàn phường đạt 20.630 tấn, đạt 229,2% kế hoạch đã đề ra. Tổng sản lượng thu mua 84.800 tấn, đạt 106% kế hoạch. Hiện nay, trên địa bàn phường có hơn 200 phương tiện tham gia khai thác thu mua thủy hải sản, trong đó có 160 phương tiện khai thác với hơn 1.000 lao động thường xuyên tham gia. Tại khu vực cảng cá Hải Bình còn có nhiều phương tiện khai thác của tỉnh ngoài neo đậu, tàu thuyền trao đổi mua bán thủy hải sản. Để có những chuyến ra khơi, khai thác đầu năm đạt kết quả cao, các ngư dân ở các tỉnh ngoài đã làm tốt công tác chuẩn bị về ngư lưới cụ và trang thiết bị phục vụ cho việc đánh bắt. Anh Mai Trí Viễn, ngư dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết. Chúng tôi là người dân Quảng Ngãi, là xa xứ làm mang ở đây, thì đầu năm thì chúng tôi cũng vẫn trang thiết bị ngư lưới cụ, máy móc, những cái gì mạnh nhất, kể cả nhân lực. Để một năm mới chúng tôi làm mang nó đột hiệu quả cao hơn. Còn cái yêu cầu của bà con ngư dân chúng tôi á là xin cấp đây để tổ một cái thuận lợi nổ vét luồng lạch để chúng tôi đi ra dễ dàng hơn. Năm 2023, phường có kế hoạch khai thác trên 20.000 tấn thủy hải sản các loại, duy trì trên 200 phương tiện tham gia khai thác, thu mua cũng như làm tốt công tác hậu cần chế biến hải sản, tuyên truyền cho ngư dân tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, tích cực hưởng ứng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định ai yêu yêu. Góp phần hoàn thành chỉ tiêu thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng trên người trên năm trong năm 2023. Đồng chí Hoàng Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Hải Bình cho biết. Một trong những cái chính sách ấy, quan tâm là Ủy ban Phường, luôn là quan tâm động viên và phối hợp với cảng cá lạch bạn tạo điều kiện để bố trí để cái nơi neo đậu tàu thuyền cho bà con phường hải bình và các tỉnh lân cận về đây để làm ăn kinh doanh trao đổi hàng hóa để góp phần vào việc phát triển kinh tế của địa phương ngoài ra cũng đảm bảo công tác an ninh trật tự công tác phòng cháy chữa cháy tại địa bàn và đối với địa phương thì cũng có một cái đề xuất với các cấp có thẩm quyền đặc biệt là ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn và ủy ban tỉnh là sớm có chủ trương để đầu tư tổ chức nạo vét cái tuyến luồng lạch bạn hiện nay thì qua quá trình thời gian thì cũng nguồn lạch bạn đã bị bồi lấp cho nên rất khó khăn cho các phương tiện ra vào từ chỗ đó mà nó cũng tác động rất là nhiều đến vấn đề phát triển kinh tế của địa phương nhiều phương tiện của tỉnh bạn do cái tàu to vào cái luồng lạch thì cạn cho nên là người ta cũng chuyển ghi trường từ đó là cũng mất cái nguồn thu cho địa phương và góp phần với cái tạo lao động việc làm cho nhân dân địa phương và những cái xã lân cận. Cho nên là cái đề xuất của ủy ban phường của nhân dân địa phương cũng rất mong mỏi là ủy ban nhân tỉnh sớm tổ chức để nạo vét cái nguồn lạch bạn để tạo điều kiện cho bà con người dân bám biển sản xuất và đảm bảo an toàn. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các xã phường trên địa bàn thị xã, ngày sau những ngày Tết cổ truyền của dân tộc, ngư dân xã Nghi Sơn đã chuẩn bị ngư lưới cụ ra khơi với mong muốn sẽ có một vụ mùa bội thu cá tôm về đầy khoang. Hiện nay xã Nghi Sơn có 123 phương tiện khai thác với 552 lao động. Với quyết tâm khai thác 3.500 tấn thủy hải sản trong năm 2023, những ngày đầu xuân, ngư dân trên địa bàn xã đã tích cực chuẩn bị ngư lưới cụ, lương thực, thực phẩm vươn khơi khai thác. Trong tháng 1, tổng sản lượng khai thác thủy sản toàn xã ước đạt 98 tấn. Bên cạnh đó, toàn xã hiện nay có 60 hộ nuôi, 1.559 lồng với tổng diện tích 42.093 m khối, sản lượng ước tính đạt 190 tấn. Trong thời gian tới, xã Nghị Sơn tiếp tục vận động ngư dân bám biển, tranh thủ thời tiết thuận lợi vươn khơi khai thác, phấn đấu đạt sản lượng đề ra. Trong thời gian từ ngày 9 tháng 2 đến ngày 15 tháng 2 năm 2023, trên địa bàn thị xã xảy ra một vụ tai nạn giao thông hư hỏng hai xe ô tô. Trong thời gian này, đội cảnh sát giao thông công an thị xã tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền trên xe chuyên dụng của đội tại các tuyến đường phức tạp về an ninh trật tự. Bên cạnh công tác tuyên truyền, đội cảnh sát giao thông cũng xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm luật giao thông đường bộ như không đội mũ bảo hiểm, vi phạm nồng độ cồn, lập biên bản vi phạm 138 trường hợp, tước giấy phép lái xe 8 trường hợp, tước phù hiệu 7 trường hợp, tước kiểm định và tem kiểm định 1 trường hợp, tạm giữ phương tiện 14 trường hợp, nộp ngân sách nhà nước số tiền 139 triệu 290 000 đồng. Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi thực hiện nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ, kế hoạch số 11 ngày 22 tháng 1 năm 2023 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi, công văn số 584 ngày 31 tháng 1 năm 2023 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai kế hoạch lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi. Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi như sau. Mục đích yêu cầu một Mục đích nhằm phát huy quyền làm chủ, huy động trí tuệ, tâm huyết, thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, khả thi của hệ thống pháp luật đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, tạo sự thống nhất và đồng thuận của nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về đất đai, nâng cao nhận thức, ý thức tuân thủ pháp luật, trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Hai, yêu cầu việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo luật đất đai sửa đổi phải đảm bảo các yêu cầu sau: a. đảm bảo thực hiện đúng mục đích, yêu cầu đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến theo nghị quyết số 671 ngày 23 tháng 12 năm 2022 của ủy ban thường vụ quốc hội và nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo luật đất đai sửa đổi; b việc tổ chức lấy ý kiến về dự thảo luật đất đai sửa đổi là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp ủy đảng chính quyền địa phương và các tổ chức cá nhân có liên quan c xác định các nội dung trọng tâm hình thức cụ thể phù hợp với từng đối tượng lấy ý kiến thời hạn hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan có liên quan trong việc triển khai lấy ý kiến nhân dân d ý kiến đóng góp của nhân dân phải được tập hợp tổng hợp đầy đủ chính xác và được nghiên cứu tiếp thu giải trình nghiêm túc để hoàn thiện dự thảo luật đất đai sửa đổi e việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân phải được tiến hành dân chủ công khai khoa học bảo đảm tiến độ chất lượng thiết thực và tiết kiệm f các địa phương có trách nhiệm tuyên truyền vận động cán bộ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến đóng góp g các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền vận động nhân dân tham gia góp ý kiến phản ánh trung thực kịp thời ý kiến tham gia của nhân dân h. Bảo đảm sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, sự chỉ đạo chặt chẽ của lãnh đạo địa phương, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong việc lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luận đất đai sửa đổi. Đối tượng, nội dung, hình thức lấy ý kiến. 1. Đối tượng lấy ý kiến bao gồm: A. Các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thị xã. B. Các cơ quan nhà nước ở địa phương, mặt trận Tổ quốc thị xã và các tổ chức chính trị xã hội thành viên của mặt trận tổ chức xã hội nghề nghiệp và các tổ chức xã hội khác. C. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các phường xã, mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể phường xã. D. Các phòng ban đơn vị thị xã. D. Các doanh nghiệp, các hợp tác xã, hộ kinh doanh và tổ chức kinh tế khác trên địa bàn thị xã. 2. Nội dung lấy ý kiến. Nội dung lấy ý kiến cho toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó tập trung một số vấn đề trọng tâm như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, thu hồi đất và chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư, phát triển quỹ đất, giao đất cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và các thủ tục hành chính, dữ liệu, thông tin đất đai, cơ chế chính sách tài chính, giá đất, chế độ quản lý, sử dụng các loại đất, phân cấp, giám sát, kiểm soát quyền lực hộ gia đình sử dụng đất. Các nội dung trọng tâm theo từng nhóm đối tượng lấy ý kiến như sau. Các tầng lớp nhân dân, 1 các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. 2. Trình tự thủ tục thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 3. Quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư. 4. Về mở rộng hạn mức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân. 5. Về mở rộng đối tượng nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa. 6 thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai. 7. Chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Doanh nghiệp hợp tác xã, hộ kinh doanh và các tổ chức kinh tế khác. Các trường hợp được nhà nước cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê và cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm. 2. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 3. Các trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu dự án có sử dụng đất. 4. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua thỏa thuận về quyền sử dụng đất. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. 7. Các trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất. 8. Chế độ sử dụng đất trong các khu công nghiệp. Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân phường xã, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thị xã, tổ chức chính trị tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp. 1. thẩm quyền giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. 2. về người sử dụng đất, hộ gia đình sử dụng đất. 3. căn cứ thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. chính sách đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 5. các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia công cộng. 6. Quy định về bồi thường hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất. 7. Việc sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư thông qua việc thỏa thuận về quyền sử dụng đất. 8. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 9. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. 10. Thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai các chuyên gia nhà khoa học. 1. Phạm vi điều chỉnh. 2. Giải thích từ ngữ. 3. Nội dung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 4. Việc cho phép chuyển nhượng, thế chấp quyền thuê trong hợp đồng thuê đất trả tiền hàng năm. 5. Chế độ sử dụng đất có mục đích, đất xây dựng công trình ngầm trên không. 6. Nguyên tắc xác định giá đất, bảng giá đất, giá đất cụ thể. 3. Hình thức cách thức tổ chức lấy ý kiến tại phường xã Tổ chức lấy ý kiến của các tầng lớp nhân dân, hộ kinh doanh theo hình thức, cách thức như sau. Biên soạn tài liệu theo nhóm đối tượng tại điểm 2, phần 2. Tập trung vào các vấn đề vướng mắc bất cập được nhân dân, hộ kinh doanh kiến nghị, phản ánh trong quá trình thực hiện luật đất đai tại cơ sở, phát trên loa truyền thanh phường, xã, tổ dân phố, tiểu khu, thôn, bản. Thông tin tuyên truyền để các hộ dân, hộ kinh doanh truy cập vào trang thông tin điện tử của phường, xã, thị xã, trang website luật đất đai monre gov vn cổng thông tin điện tử của quốc hội cổng thông tin điện tử chính phủ cổng thông tin điện tử bộ tài nguyên và môi trường tham gia góp ý trực tiếp vào các điều khoản của dự thảo luật đất đai sửa đổi tổ chức hội nghị lấy ý kiến chủ tịch ủy ban nhân dân yêu cầu cán bộ công chức người lao động nghiên cứu dự thảo luật đất đai trước khi tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp thành phần gồm thường trực đảng ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc trưởng phó các đoàn thể toàn thể cán bộ công chức phường xã, trưởng công an, hiệu trưởng các trường, bí thư trưởng thôn, tổ dân phố, tiểu khu, trưởng ban công tác mặt trận, hộ kinh doanh và hợp tác xã trên địa bàn. Thời gian từ ngày 15 tháng 2 năm 2023 đến trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. Địa điểm tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã. Báo cáo tổng hợp ý kiến theo phụ lục 1, nghị quyết số 170 NQCP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ gửi về Ủy ban Nhân dân thị xã trước ngày 25 tháng 2 năm 2023 qua phòng tài nguyên môi trường, thư điện tử theo địa chỉ tmmt tĩnh gia a com Tại Ủy ban Nhân dân thị xã Nghi Sơn, tổ chức lấy ý kiến tại các phòng ban đơn vị, trường các phòng ban đơn vị triển khai lấy ý kiến dự thảo luật đất đai sửa đổi đến cán bộ công chức viên chức người lao động, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp lấy ý kiến các doanh nhân về các nội dung trọng tâm của dự thảo Luật Đất đai sửa đổi, đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tổ chức lấy ý kiến của các ủy viên, hội viên đoàn viên, trưởng các phòng ban đơn vị, chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị xã tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo Luật Đất đai sửa đổi gửi về Ủy ban nhân dân thị xã trước ngày 25 tháng 2 năm 2023 qua phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Nghi Sơn hoặc thư điện tử theo địa chỉ tmmt tĩnh gia a gmail com tổ chức hội nghị lấy ý kiến trực tiếp thành phần trưởng các phòng ban đơn vị chủ tịch hiệp hội doanh nghiệp các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản các chuyên gia nhà khoa học cán bộ lãnh đạo đã nghỉ chế độ sinh sống trên địa bàn thị xã nghi sơn am hiểu và có kinh nghiệm về lĩnh vực đất đai địa điểm phòng họp số 2 ủy ban nhân dân thị xã nghi sơn thời gian trước ngày 25 tháng 2 năm 2023 do phòng tài nguyên và môi trường thị xã Phối hợp cùng phòng Tư pháp biên soạn tài liệu hội nghị theo nội dung trọng tâm tại điểm 2 mục 2 kế hoạch này. 3. Phân công trách nhiệm và tổ chức thực hiện. Trách nhiệm của phòng Tài nguyên và Môi trường. Phòng Tài nguyên và Môi trường là cơ quan thường trực giúp việc cho Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thị xã trong việc tổ chức và triển khai thực hiện lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật đất đai sửa đổi theo kế hoạch. Tham mưu tổ chức hội nghị tại phòng họp số 2 Ủy ban nhân dân thị xã Nghi Sơn, cử cán bộ thường trực theo dõi hộp thư để kịp thời tiếp nhận, bổ sung ý kiến, phản ánh của nhân dân về sự thảo, sửa đổi luật đất đai. Phối hợp với Phòng Tư pháp, Hội luật gia thị xã, tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã, báo cáo thường trực thị ủy và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Phòng Tư pháp Phối hợp cùng Phòng Tài nguyên và Môi trường tổng hợp kết quả tham gia ý kiến của toàn thị xã để báo cáo thường trực thị xã và gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc lấy ý kiến vào dự thảo luật đất đai sửa đổi, tuyên truyền để nhân dân góp ý trực tiếp đối với từng điều khoản cụ thể của dự thảo thông qua hộp thư điện tử tmmt tĩnh gia a gmail com hoặc qua một trong các trang thông tin điện tử của phường xã thị xã trang website luật đất đai monre .gov.vn, cổng thông tin điện tử của Quốc hội, cổng thông tin điện tử chính phủ, cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, chủ trì phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã đăng tải toàn bộ dự thảo luật đất đai sửa đổi và nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi và các tài liệu kèm theo phục vụ lấy ý kiến nhân dân trên cổng thông tin điện tử của thị xã. 4. Trách nhiệm của các phòng ban đơn vị Tổ chức lấy ý kiến cán bộ công chức viên chức người lao động trong đơn vị với sự thảo luật đất đai sửa đổi, trong đó tập trung có ý kiến đối với những nội dung chưa thống nhất, nội dung mâu thuẫn giữa sự thảo luật đất đai sửa đổi với pháp luật chuyên ngành của ngành mình nếu có, đảm bảo sau khi luật đất đai sửa đổi thống nhất đồng bộ với các luật có liên quan. Đề nghị Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai sửa đổi của các đại biểu Hội đồng nhân dân cấp huyện và chỉ đạo Thường trực Hội đồng nhân dân phối hợp cùng ủy ban nhân dân các phường xã tổ chức lấy ý kiến đóng góp dự thảo Luật đất đai sửa đổi. Theo nội dung kế hoạch này, đề nghị mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã Nghi Sơn phối hợp cùng ủy ban nhân dân thị xã tổ chức tuyên truyền lấy ý kiến của các tổ chức thành viên đối với dự thảo Luật đất đai sửa đổi tổng hợp kết quả đóng góp ý kiến của nhân dân gửi về phòng tài nguyên và môi trường trước ngày 25 tháng 2 năm 2023. 7. Trách nhiệm Ủy ban Nhân dân, các xã phường, tuyên truyền mục đích ý nghĩa của việc lấy ý kiến nhân dân về sự thảo luật đất đai, đăng tải toàn bộ sự thảo luật đất đai sửa đổi và nghị quyết số 170 ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi trên trang thông tin điện tử phường xã, vận động cán bộ nhân dân tham gia đóng góp ý kiến và phản ánh trung thực kịp thời ý kiến đóng góp. Tổ chức hội nghị theo điểm 3.1, mục 2 kế hoạch này để lấy ý kiến trực tiếp đối với Luật Đất đai sửa đổi, trong đó tập trung sâu hơn trong các lĩnh vực thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hạn mức nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, điều kiện nhận chuyển nhượng đất chuyên trồng lúa cử cán bộ địa chính theo dõi tiếp nhận tổng hợp và báo cáo những ý kiến đóng góp của nhân dân địa phương hướng dẫn người dân truy cập trang thông tin điện tử phường xã thị xã để tìm hiểu nghiên cứu sự thảo luật đất đai sửa đổi và các tài liệu liên quan 8 văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân thị xã chuẩn bị các điều kiện tổ chức hội nghị tại thị xã để lấy ý kiến tham gia đối với sự thảo luật đất đai sửa đổi kinh phí thực hiện các cơ quan đơn vị phường xã có trách nhiệm tự bố trí đủ kinh phí, nhân lực và các điều kiện vật chất cần thiết phục vụ cho việc lấy ý kiến, dự thảo luận đất đai, sửa đổi và hoàn thành việc lấy ý kiến theo đúng kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc cần thông tin kịp thời tới Ủy ban Nhân dân thị xã qua phòng tài nguyên và môi trường để xem xét giải quyết. Ký thay Chủ tịch Phó Chủ tịch Phạm Văn Nhiệm gánh gánh gồng gồng gánh sông gánh núi gánh củi gánh cành ta chạy cho nhanh xây công trình lớn ngàn ngôi nhà đẹp đều cần thép tốt như VAS vững vàng tâm thép thép khỏe bền đẹp đạt chuẩn nhật mỹ bóng nhẵn miệng mang không có lỗ khí chất lượng bảo chứng bởi triệu công trình gánh gánh gồng gồng khép sông gánh núi, FVAS gánh mọi lo âu, giúp cho mọi người vững tâm xây dựng. FVAS được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại với mẫu mã đa dạng, hệ thống 6 nhà máy của VAS luôn đáp ứng yêu cầu về sản lượng lớn cho các đối tác khách hàng. VAS vững vàng tâm thép. thép. Hotline 028 3820 3820 sẵn sàng hỗ trợ thông báo đăng ký khám chữa bệnh cùng phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thanh tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực. Bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực triển khai khám điều trị bệnh trực tiếp cùng phó giáo sư tiến sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Hoàng Thanh, nguyên chủ nhiệm khoa nội Bệnh viện Quân y 103 là chuyên gia đầu ngành điều trị các bệnh lý về khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho cá nhân Người lao động Người lao động có tiếp xúc với các yếu tố có hại, có khả năng mắc bệnh nghề nghiệp hoặc làm các nghề công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Khám và phát hiện bệnh nghề nghiệp cho các doanh nghiệp cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ kinh doanh có thuê mướn, sử dụng lao động có tiếp xúc với yếu tố môi trường nặng nhọc, độc hại theo thông tư 28-2016 TTBIT về hướng dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp tim mạch, bệnh lý mạch vành, dự phòng nhồi máu cơ tim, bệnh sơ viêm động mạch, tim mạch, suy tim, đột quỵ, thận tiết niệu, viêm cầu thận, sỏi thận, u sơ, tiền liệt tuyến, dạ dày đại tràng, khám phát hiện sớm và điều trị khỏi bệnh nền dạ dày tá tràng mãn tính, viêm đại tràng co thắt, phương pháp điều trị đại tràng trao ngược dạ dày thực quản, các bệnh về máu, suy thủy, thalassemia, thiếu máu, thần kinh, suy nhược cơ thể, suy nhược thần kinh, mất ngủ kéo dài, viêm đa khớp dạng thấp, thoái hóa, đốt sống, phình thoát vị đĩa đệm. Áp dụng phương pháp mới trong chẩn đoán các bệnh đái tháo đường, các bệnh lý tuyến giáp, bát đau và phát hiện sớm ung thư. Các bệnh lý của người cao tuổi, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen suyễn, các bệnh nhiễm độc nghề nghiệp, những phương pháp khám chữa bệnh và điều trị mới nhất đang được áp dụng tại các bệnh viện tuyến trung ương sẽ được triển khai ngay tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực. Khách hàng đăng ký tham khám bằng cách để lại thông tin, họ tên, số điện thoại, tuổi, địa chỉ ngay tại fanpage Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực để được tư vấn miễn phí. Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hợp lực, địa chỉ Tổ dân phố Nổ Giáp 1, phường Nguyên Bình, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa, số điện thoại 0237 222 1115. Tổng đài chăm sóc khách hàng 1900 9012 Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh của Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể thao và Du lịch Thị xã Nghi Sơn, chịu trách nhiệm nội dung và chỉ đạo sản xuất Cao Văn Lâm, biên tập Trung Hiếu, kỹ thuật truyền dẫn phát sóng Trung Luyến. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.